Hello, chúc cả nhà mình một ngày tốt lành. Nhớ là luôn xem hỏi em Ngọc nha. Các bạn ơi, thì trong tháng 6 này đây có một tin hơi buồn một xíu dành cho các tín đồ Sajisonot là hiện tại xe đang không về Việt Nam một tháng nay rồi, bên không có nhập hàng được. Cho nên là xe hiện tại còn ít á, tranh thủ mua nha, sắp tới là hết hàng ổn lắm luôn. Đây, Ngọc có em Sonot vàng đen 3D. Đây là phiên bản màu độ, giá hiện tại chỉ có 53 triệu. Mặc dù là xe không về nhưng mà bên Ngọc vẫn giữ giá cũ để bán cho khách á. Cho nên là các bạn mua tranh thủ nha, chứ để sau này xe lên thì rất là tiếc luôn. Màu vàng đen đỏ kết hợp với nhau. Chất liệu sơn này Ngọc bảo hành 1 năm nha. Đi bong tróc nổ sơn bên đây sơn lại không tính tiền. Còn máy móc Ngọc sẽ bảo hành cho mình 3 năm hoặc 30.000 chiếc mép nha. Em này là 53 triệu màu 3D nè. Mình lấy màu jean như rắn đỏ đen xinh thì nó chỉ có rất là rẻ thôi, nó chỉ có 51 thôi nha. Rẻ màu jean màu 3D 2 triệu ha. Rồi đây là Ngọc có trắng Ngọc Trinh nè. Xanh Ngọc. Xanh Ngọc này thì bên em Ngọc đổ thêm cái phần đầu xe một số phụ kiện như là viền đồng hồ nè, viền bình dầu, viền ổ khóa, viền ghi đông và có thêm ba con ốc ghi đông nữa. Cái đó chỉ có mấy trăm thôi nhưng mà giúp cho xe mình nó trông nó đẹp hơn rất là nhiều luôn các bạn. Mình gắn thì có gì Ngọc sẽ giảm cho mình 50% luôn, nhưng có mấy trăm ngàn thôi à. Xanh Ngọc, cá mập, xanh lục bảo, tím titan, tất cả các màu này đồng giá hết nha, chỉ có 53 triệu thôi các bạn nha. Rồi tiếp theo đây, trắng đỏ 3D. Rồi đây là xám, xám đen đỏ nè. Và đây có thêm mấy màu cam đen. Toàn là màu 3D cực kỳ đẹp mắt luôn. Bên em Ngọc có hỗ trợ trả góp luôn nha. Tiếp theo đây, Ngọc có thêm đỏ candy. Đây, đỏ candy. Em này rất là hot luôn, hầu như là không có bị chuyện kiểu là không có bị phai á. Em này nhiều khách hỏi lắm nè. Rồi giờ tím iPhone, xanh Ngọc 3D xanh ít đồng giá nha mấy bạn, chỉ có 53 triệu thôi nha. Rồi tiếp theo, Trader sẽ chia đi. Trader Ngọc còn có đỏ candy nè, 3D vàng đen. Hai em này 3D Ngọc đang bán là 44.5. Mình gọi trước Ngọc sẽ giảm cho mình 2 triệu. Hoặc là có thể nói lại là có liên hệ trước với bọn Ngọc để được giảm giá nha. Còn đây, đây là Sachia chính hãng, xanh đen 3D. Em này thì 46.5, tư nhân là 49.5 hen. Rồi, ở đây là có thêm một em Raider nữa, màu tím iPhone. Đó, Raider Sachia hiện tại đang hiếm hàng. Quan tâm thì liên hệ liền nha. Để mốt xe lên là mình lại rất là tiếc ha.